Yo, new G.O.D's joint Việt Dragon Ngô Công Phước, let's go. Thoáng chốc con tim sao bồi hồi, phút giây dấu yêu ngày xưa, ánh mắt môi hôn như động lại, để anh mãi đi tìm em. Có những lúc ôi sao nghe lạnh lùng, hơi em dối dàng làm chi, tin thế con tim đem lại buồn, cớ sao nói yêu mình ai. Để rồi ta mãi cách xa, với bao ngọt môi tình yêu ngày xưa giờ thôi đậm đầy. Và rồi em đã bước đi, không cả ngày xưa giờ đây mà em giờ đâu người là lựa chọn chỉ vậy thì anh mới đúng là bức tranh. Em có thể nói thế nào anh cũng không muốn bước ra đâu, vì đã lỡ bước ra một lần rồi anh mới làm em đau. Từ giờ trở đi mình không nên gặp nhau nữa, những điều em đoán anh sai là đúng nhưng anh không thể sửa. Người ơi, con biết trong lòng anh còn đau lắm đâu em này, anh vẫn muốn mình được gặp nhau lắm. Thoáng chốc con tim sao bồi hồi, phút giây dấu yêu ngày xưa, ánh mắt môi hôn như động lại, để anh mãi đi tìm em. Sao nghe lạnh lùng, hơi em dối dàng làm chi, tin thế con tim đem lại buồn, cớ sao nói yêu mình ai. Để rồi ta mãi cách xa, với bao ngọt môi tình yêu ngày xưa giờ thôi đậm đầy. Và rồi em đã bước đi, khúc ca ngày xưa giờ đây mà em giờ đau người sẽ qua tay ngày mình quen đến gặp tám với em vui lắm. 7 ngày một tuần anh trông đợi email, 6 con số này sẽ có ý nghĩa nữa mà cộng với một con số khác. 5 nên là năm của mình, có ít nhất 4 người không muốn mình quen nhau, nhưng ít ra ba em sẽ chấp nhận anh. 2 người sẽ làm chứng cho một lời kêu gọi của trái tim, và anh sẽ không để điều gì chia rẽ mình lần nữa. G.O.D song. Phòng mà ngồi như bình bông.